Ramane Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cô chánh xa dâm Musada. Ramane là cô Ramane Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cô chánh xa sự bộ và các chất xa. Khi mà mình toàn có mà để chặt cả mà thì tâm bằng chư Phật tử sau khi thọ trì tâm quy vào ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải đáng nguyện di hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Sì lê na su vê tinh yuan tị sì lê na phu ca sâm bác đà anh sì lê na ni phu tinh yuan tị ta sâm mai sì lăng vị sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập định bạn cũng thế cho nên chư Phật tử phải đáng thôi thì giới luật chưa được nâng sạch đừng để lầm nhớ. Sa thu sa thu lành thay, mẹ con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamange na vande hang pa da pang sung va ruttamang bute yo kalito so buto kamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang thamman chaduvi thang varang thamme yo khalito doso thammo khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khang cha du vi tho tamang sang khe yo khalito do so sang kho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Ratming me bút tất sĩ thu thà rì bút tô chê đắc khí nê hoa mặng sê mô ca la nô bù rà tô bí lạc tà thế dân bạch khí mê mà mạ a nan đô khí nà sá hoa chà tùm đi sa sá mân tà. Lô ca ba la chinh đá đê hoa sá prâm mạ ca e tê sá ngà nú pa vê nà sá bê phá giao bạch đá hoa nê ca an tá ra yá phì vi nà sán tu hà sê. Dạ tô Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt sẽ lợi Phật, vai trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng nang chầu, bốn phương A-la-hán, đế thích lãng phạm thiên, vô oai lực pháp màu. Hồ thì cả năm châu rủi ro và tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sua thá lạc thô sụi tổ vô rô nô vô thá xa thá ni a rô vô sụi tổ hôi xa sá bê nha thí phi xa thá lạc thá. Sư vị thá vô rô ná vô thá xa thá ni a rô gá sụi tổ hôi xa sá bê nha thí phi tê a thá lạc thá. Sư vị thá vô rô ná vô thá xa thá ni a rô gá sụi tổ hôi thá xa sá bê.
Hiện nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chit kusala kamang kata bang kiri yang mamaka yena waja manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sabbe phagi phawan tute ye tang katang suwiti tang din nang punya palang maya ye chata tanaja nanti dewa gantuan weda yung sabbe lokam ye sata jiwan tahara hetuka manunyang pho chanang sabbe lapam tumama che tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi để tác thành đến cõi trời đạo lợi, có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chịu phước quả mà tôi đã làm, chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận Phật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàn nô nhà ti năng hồ tu su khi ta và hồ nhà ta vô. Y đàn quá tâm mê bù nhàng à sa quá khai vô quá hằng hồ thú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, những ngầm nơi tâm. Con xin đọc bài Lễ Tâm Bác Ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe utara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe utara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
sabbe heti maya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu avyapaccha hontu anika hontu dikha yuka hontu aroga hontu sampati hisamicham tu sukhi atanang pariharantu dukha patta channi dukha phaya patta channi phaya soka patta channi soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho đúng lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt nhé. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước này đến với đạo tràng nhân cả thảy. Và bây giờ là 4:09 sáng giờ Việt Nam, đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầy Ngài, Nam mô Sanh Khai. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầy Ngài, Nam mô Sanh Khai. Kính lễ Chư Tôn Thiện Đức Tăng, kính lễ Ngài Quang Thông. Chào quý cô tu nữ, chào chư Việt Nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 114. Chào cô tu nữ nhiều pháp vừa đến với Pháp hội. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Uttho Mahesi Arang Tathagato Lo Kutamo Thapagaru Hiket Thakvo Lo Kase Sathai Chanadam Mapu Vido Vanda Mahan Tăng Narapu Chanay Giác Cần. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng, Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng, Tôi Thượng Giáo Chủ, Trí Năng Vô Lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương phát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô Bát Địa Bồ Tát Sa Sa Tu Nô Lô Ca Nam Mạnh Tha Sa Quy Na Ca Rô Cô Tháp Bành Nhu Bút Tháp Bát Tí Phù Thí Sanh Nhá Tô Hoành Đà Ma Hành Tần Na Ra Phù. Cái này giác cận Pháp Bảo với nhánh vạn, Như Lai soi sáng vạn mạng vô minh, phá tan làm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Còn xin đại lễ Pháp Quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sanh khô quý số thô chú cái ta xa xa quá cô xích thà chú ca mô quá rá thầm má xích thác cô niên đà và sẵn xà đi á nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giá cần tăng bảo thêm văn vật đặc tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ theo pháp phàm nhân ai bì. Con xin hãy lễ tăng hy đáng cho công chung nhớ ghi cúng dường. Rất tận hát tế gia tê chê nó sẽ khà mê tu quá tha năng tác xa bí à mũ phà quê nó sẽ hát xa dê nó sẽ trả tu tội xin tam bảo uy tín. Nhờ Đức Phật uy danh cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nhá. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 114.
Vô cháu quá sa sa tăng chi quê. Vô cháu quá sa sa tăng chi quê. Vô cháu quá sa sa tăng chi quê. Câu số 2. A ba sang a ma tăng ba đăng. A ba sang a ma tăng ba đăng. A ba sang a ma tăng ba đăng. Yo cháu quá sa sa tăng chi quê. A ba sang a ma tăng ba đăng. Yo cháu quá sa sa tăng chi quê. A ba sang a ma tăng ba đăng. Yo cháu quá sa sa tăng chi quê. A ba sang a ma tăng ba đăng. Câu 3 và câu 4. Ê ca hằng chi quý tăng say vô. Ê ca hằng chi quý tăng say vô. Ê ca hằng chi quý tăng say vô. Câu 4. Bát sa tô a ma tăng ba đăng. Bát sa tô a ma tăng ba đăng. Bát sa tô a ma tăng ba đăng. Ê ca hằng chi quý tăng say vô bát sa tô a ma tăng ba đăng. Ê ca hằng chi quý tăng say vô bát sa tô a ma tăng ba đăng. Ê ca hằng chi quý tăng say vô bát sa tô a ma tăng ba đăng. Dạ, chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Vô cháu quá sa sa tăng chi quê a pa sang a ma tăng ba đăng. Ê ca hằng chi quý tăng say vô pa sa tô a ma tăng ba đăng. Vô cháu quá sa sa tăng chi quê a pa sang a ma tăng ba đăng. Ê ca hằng chi quý tăng say vô pa sa tô a ma tăng ba đăng. Rồi chúng ta còn một cách đọc nữa. Vô cháu quá sa sa tăng chi quê a pa sang a ma tăng ba đăng. Ê ca hằng chi quý tăng say vô pa sa tô a ma tăng ba đăng. Vô cháu quá sa sa tăng chi quê a pa sang a ma tăng ba đăng. Ê ca hằng chi quý tăng say vô pa sa tô a ma tăng ba đăng. Đó là giọng kinh. Còn bây giờ giọng kệ, chúng ta cũng cố gắng đọc lần hai câu ha. Vô cháu quá xa xa tăng chi quê ngà ba tăng áo mà tăng ba đăng. Ê ca hăng chi quê tăng xây vô bàn xa tô áo mà tăng ba đăng. Vô cháu quá xa xa tăng chi quê ngà ba tăng áo mà tăng ba đăng. Ê ca hằng chi quê tăng xây vô bàn xa tô áo mà tăng ba đăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống 1 ngày thấy được câu bất tử. Alo, rồi, mời Sikh Meta, Sikh Kim ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sikh. Cảm ơn cô Nhung cho biết tín hiệu. Dạ, quý vị khác có nghe được âm thanh của Meta không? Dạ, cảm ơn cô Pháp Nguồn, cảm ơn. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ con xin đọc câu Pháp Cú 114 ạ. Vô cha quá xa xa tăng trì quê a bát sang a ma tăng ba đăng. Ê ca hằng chi quý tăng say vô bát sa tô a ma tăng ba đăng. Dạ con xin phân tích. Vô
trường âm thông thường, xá đoạn âm, quách trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng miên âm, chi quê hai trường âm thông thường, á đoạn âm, bát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á má hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô cha quát sa sa tăng trì quê á bát sang á má tăng bá đăng. Và con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê ca hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á má hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê ca hăng chi quý tăng say vô bát sát tô á má tăng ba đăng. Và con xin đọc lại cả bài. Vô cha quát sa sa tăng trì quê á bát sang á má. Dạ con xin đọc lại, tự nhiên cái máy con nó lên cái gì không biết, có giờ quý. Chết rồi. Dạ quý vị có nghe được âm thanh của Meta trở lại không quý vị? Dạ xin cho biết, không biết nó lên cái gì đó mà rồi. Dạ vậy nghe trở lại được. Vậy con xin tiếp tục đọc bài. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Vô cha quát sa sa tăng trì quê a bát sang a ma tăng ba đăng. Ê ca hằng trì quý tăng say vô bát sát tô a ma tăng ba đăng. Vô cha quát sa sa tăng trì quê a bát sang a ma tăng ba đăng. Ê ca hằng trì quý tăng say vô bát sát tô a ma tăng ba đăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử? Con xin đọc lại. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Châu. Kỳ quá không biết. Dạ. Yeah. Vô cha quát sa sa tăng chi quê a bát sang a ma tăng ba đăng. Ê ca hằng chi quỳ tăng say vô bát sa tô a ma tăng ba đăng. Và con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Thầy Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin nhường mic cho cô Kim ạ. Kính mời cô Kim. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Quán Không, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng. Chàng đét ơi, ở bên chùa của sư ở bên Việt Nam chứ vui thiệt á. Về we need to believe in Jesus. Okay. Jesus is a good person. Buddha is good too. Namo Tassa.
Vệ ca vệ to. Arahato. Sama. Sambuddhassa. Yang kinh kết cơ lập thòm mèn. Cách tạp bèn. Arahant. Alo, alo ạ. Dạ, ba ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Quán Không, con tử Như Pháp. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Cô kệ ngôn số 114 ạ. Yo cha hoa sa sa tang chi we a ba sa tang a ma đang e ca hang chi quy ta sa to a ma tang ba đang yo hoa sa sa tang chi we a ba sang a ma tang e ca hang chi quy tang say yo ba sa to tàng ba đằng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích. Thường chá là đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo cha hoa sa sa tang chi we a ba sang a ma tang ba đăng. E ca là hai trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, bass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á má là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E ca hang chi quý tăng say vô ba sa tô a ma tăng ba đăng. Yo cha hoa sa sa tang chi we a ba sang a ma tang ba e ca hang chi quy tang say yo ba sa to a ma tang ba đăng. Yo cha hoa sa sa tang chi we a ba sang a ma tang ba đăng e ca hang chi quy tang yo ba ma ba đăng. Yo cha sa tăng chi quê a ba sang a ma tăng ba đăng e ca hằng chi tăng say yo ba sa to a ma tăng ba đăng. Ai sống 100 năm bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai con kính thỉnh sư và đại dự chỉnh sửa giúp, con kính tri ân sư. Dạ thân mời Pháp Môn Lào Cai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ hiện diện trong Zoom. Con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Quán Không. Con xin chào toàn thể đạo tràng, con xin kệ bài 114 ạ. Yo cha wa sa sa tăng chi quê a pa sang a ma tăng pa đăng. E ca hằng chi quy tăng say yo pan sa to amatang ba đăng.
Yo cha wa sa sa tang chi quê appa sang amma tang ba dang kê ta e ka hang chi quê tang say yo pan sa to amma tang ba dang. Con xin được thông thường chá là đoạn âm, quát là âm nhấn, xá là đoạn âm, xá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quê là trường âm thông thường. Yo cha wa sa sa tăng chi quê. Con xin phân tích câu 2. Á là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, má là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A pa sang a ma tăng ba đăng. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Yo cha wa sa sa tăng chi quê a pa sang a ma tăng ba đăng. Con xin được phân tích câu 3 và câu 4 ạ. E ka hang chi huy tăng say yo pa sa to a ma tăng ba đăng. E là trường âm thông thường, ka là trường âm thường, hang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, pat là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, má là tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đăng, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E ka hang chi huy tăng say yo pa sa to amma tăng ba đăng. Dạ, con xin đọc lại cả bài ạ. Yo cha wa sa sa tăng chi huy a pa sang amma tăng ba đăng. E ka hang chi huy tăng say yo pa sa to amma tăng ba đăng. Yo cha wa sa sa tang chi quê appa sang amma tang ba đăng. E ka hang chi quê tang say yo pa sa to amma tang ba đăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Bản dịch của Hòa Thích Minh Châu. Dạ, con xin được kể ạ. Yo cha wa sa sa tang chi quê apa sang a ma tăng ba đăng. E ka hang chi quê tăng say yo pa sa to a ma tăng ba đăng. Yo cha wa sa sa tăng chi quê apa sang a ma tăng ba đăng. E ka hang chi quê tăng say yo bát sa tô a ma tăng ba đăng. Dạ, con đã đọc xong và kệ xong, con xin được xuống mic mời một vị khác ạ. Con xin kính chào sư trí đức, sư quán không, các sư, các cô tư nữ và quý phật tử. Sorry quý vị, nãy cái tên nó vô đây nó còn kêu vô nữa, nó kêu vô cái phone của tôi, nó vô qua thao tác tôi phải lấy đi ra. Cái vô cái messenger để mà tôi lóc nó rồi không, lúc đó không biết sự đâu nữa, sự cho nó ăn chè luôn, khỏi cái vô đây quậy. Quý vị nghe âm thanh rõ ha, ok. Có một người nghe rõ, hai người, ba người, bốn người, năm, dạ ba bốn người nghe rõ thì cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Con xin trả bài kinh pháp cú số 114. Yo cha wa sa sa tăng chi quê a pa sang a ma tăng pa đăng. E kha hang chi quý tăng say yo pa sa to a ma tăng pa đăng. Yo cha wa sa sa chi quê a pa sang a ma tăng pa đăng. E kha hang chi quý tăng say yo pa sa to
Amatang pa đăng. Phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm. Quá trường âm ngắn, xá xá hai đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chi quê hai trường âm thông thường, á đoạn âm. Tá trường âm ngắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á má hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá đoạn âm, đọc trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Yo cha wat sa sa tang chi we a pa sang a ma tang pa dang e kha hang chi wi tang sai yo a ma tang pa dang. Phân tích câu số 3. E kha hai trường âm thông thường, hang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm ngắn, vô trường âm thông thường, câu cúng cùi hay câu cuối cùng. Tá trường âm ngắn, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á má hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. E kha hăng chi quý tăng say yô bát sa tô á ma tăng ba đăng. Yô cha wát sa sa tăng chi quê á pa sang á ma tăng ba đăng. E kha hăng chi quý tăng say yô bát sa tô á ma tăng ba đăng. Yô cha wát sa sa tăng chi quê á pa sang á ma tăng ba đăng. Ê kha hăng chi quy tăng say vô bạc sa tô á ma tăng ba đăng. Vô cha quát sa sa tăng chi quê à ba sang á ma tăng ba đăng. Ê kha hăng chi quy tăng say vô bạc sa tô á ma tăng ba đăng. Ai sọc tử một ngày được câu bắt tử. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 114. Dạ Nhật Hạ vô qua chỗ Messenger đó, cái vô qua chỗ mà vô thẳng vô đó, cái trong đó nó hỏi là mình có muốn lóc hay muốn report hay cái gì đó. Thì mình nói mình block nó đi, thì nó hỏi mình, nếu mà mình block nó thì mình sẽ không có communicate, tức là mình không có liên lạc được với nó, thì mình sẽ yes là block được. Vậy đó, vô trong đó đó. Mình vô chỗ cái tên của nó đó, cái tên của nó là tên A, tên B, mình vô thẳng chỗ đó, chỗ message đó, cái mình trong đó mình nói nó một là report là nó làm cái gì, hay là mình block nó. Rồi lúc mình nói mình block nó, thì nó hỏi mình, nếu mày lóc nó thì mày sẽ không nói chuyện được với nó, communicate, không có liên lạc được nó, thì nó giết chết. Trời, nó nói giọng dài quá. Xin sư, xin các sư, các quý vị trong đạo tràng có thấy tôi sai gì xin cho biết nha. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã cho bông qua vỗ tay vỗ chân vậy đó. Bữa nay bị nó vô, nó phá vậy đó, vô thường mà. Chuyện có đâu hay đây đó. Xin cảm ơn quý vị nha. Dạ mời người kế tiếp, không biết ai nữa. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Quán Không, cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài ạ. Câu Pháp Cú số 114. Yo cha wat sa sa tang chi we a pa sang a ma tang pa tang e ka hang chi wi tang say yo pa sa tu a ma tang pa tang. Xin phân tích câu 1 và 2. Yo cha wat sa sa tang chi we a pa sang a ma tang pa tang. Yo trường âm thông thường, trá đoạn âm, was trường âm nhẫn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường,
á đoạn âm phát trường âm nhấn sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á má hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu yo cha wat sa sa tăng chi we á phát sang á má tăng phá tăng. Câu ba và bốn e ca hằng chi quý tăng say yo phát sa tô á má tăng phá tăng. E ca hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhẫn, vô trường âm thông thường, pass trường âm nhẫn, xá đoạn âm, tô trường thông thường, á má hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E ca hằng chi quý tăng say yo phát sa tu ama tăng ba tăng yo cha wat sa sa tăng chi we a pa sẵn ama tăng ba tăng. E ca hằng chi quý tăng say yo phát sa tu ama tăng ba tăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống 1 ngày thấy được câu bất tử của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo cha wan sa sa tang chi we a pa sang a ma tang pa dang e ka hang chi we tang say yo pa sa tu a ma tang pa dang yo cha wan sa sa tang chi we a pa sang a ma tang pa dang e ka hang chi wi tang say yo pa sa tu a ma tang pa dang. Dạ, thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con không biết đạo tràng có nghe được không? Dạ, con cảm ơn cô Kim Nhung, cô Metta, cô tu nữ tự duyên cho con biết tín hiệu. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, quý sư cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 114 ngày hôm nay ạ. Yo cha wat sa sa tang chi we apat sang amatang ba dang. E ca hằng chi quý tăng say yo pát sa tô a ma tăng ba đằng yo cha wát sa sa tăng chi quê a pát sang a ma tăng ba đằng e ca hằng chi quý tăng say yo pát sa tô a ma tăng ba đằng. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo cha wát sa sa tăng chi quê a pát sang a ma tăng ba đằng. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá, xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi, quê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, má là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo cha wat sa sa tang chi we apa sang ama tang pa dang. Dạ, câu số 3 và câu số 4. E ka hang chi wi tang say yo pa sa to ama tang pa dang. E ka là hai trường âm thông thường, hang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường,
quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường thường, bass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á, má là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, đăng là âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê ca hăng chi quý tăng say yô bát sát tô á má tăng bá đăng. Dạ con xin phép đọc lại ạ. Yo cha wat sa sa tang chi we apat sang amatang padang e ka hang chi wi tang say yo pat sa to amatang padang. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo cha wat sa sa tang chi we apat sang amatang padang. Ê ca hăng chi quy tăng say yô bát sa tô a ma tăng ba đăng. Yô cha wát sa sa tăng chi quy a bát sang a ma tăng ba đăng. Ê ca hăng chi quy tăng say yô bát sa tô a ma tăng ba đăng. Dạ con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Quang Thanh đã post bài. Dạ cô Meta ơi, thường á con thấy cô hay bị màn hình của mọi người che đó, là không có phải do bên người ta đó, bên cái máy của cô, nếu mà cô nhìn ở trên có cái hình con mắt á, cô có thể cô bấm vô đó, rồi cô nó có bốn cái ô ở dưới, thì cô chọn cái ô phía bên phải á, thì cô tắt cái camera để mỗi người khi mà có người nào vô mà người ta lỡ người ta mở lên á, không có bị che màn hình của cô nha cô. Cô có thể cô làm thử. Dạ con xin xuống mic và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thú lần hai cả nhà, cảm ơn Văn Nhật Hạ. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Quán Không, kính lễ quý tu nữ và thân trào quý thiền nam tử. Đọc câu pháp cú số 114 và phân tích. Vô chá quá sá sá tăng chi quê á bát sang á mát tăng bát đăng. Ê ca hăng chi quý tăng say yô bát sát tô amát tăng bát đăng. Yô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm nhấn, sát sát hai đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường. Đoạn 2, á, đoạn âm, bát, trường âm nhấn, sang, trường âm giọng nguyên âm, á, má, hai đoạn âm, tăng, trường âm giọng nguyên âm, bát, đoạn âm, đăng, trường âm giọng nguyên âm. Đoạn 3 và 4, ê, ca, hai trường âm thông thường, hăng trường âm giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường. Đoạn 4, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á, má, hai đoạn âm, tăng, trường âm giọng nguyên âm, bá, đoạn âm, đăng, trường âm giọng nguyên âm. Vô chá quát sa tăng chi quê, á, bát sang á mát tăng bát đăng, ê ca hăng chi quý tăng say vô,
bát sa tô amat tăng bát đăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Hòa thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ tự nhiên xin kệ. Vô cha hoa sa sa tăng chi quê a pa sang a ma tăng ba đăng e ca hăng chi vi tăng say vô ba sa tô a ma tăng ba đăng. Vô cha hoa sa 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 tăng chi quê a pa sang a ma tăng ba đăng e ca hăng chi vi tăng say vô ba sa tô a ma tăng ba đăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ, kính tri ân đạo tràng. Dạ, con đã phân tích và kệ. À, nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, tự nhiên cũng xin nói với chị Meta. Thường thường là máy tự nhiên vào chắc là hay che màn hình của chị, nhưng mà bên chị chỉ cố gắng chị chỉnh, tại vì bên em á, lên một cái là bắt đầu là tự nhiên nó nhảy vô, em không biết sao nữa. Dạ bây giờ tự nhiên xin xuống mic và kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Toán Không, và con kính lễ cô Tu Nữ Tệ Duyên, cô Tu Nữ Diệu Pháp và cô Tu Nữ Phúc Hạnh. Con kính lễ quý bà cô Tu Nữ, và con kính chào Thần Thể Đạo Tràng. Con xin đọc bài Kêu Pháp Cú 114. Yo cha wat sa sa tang chi quê a bát sang a ma tang ba đăng e ca hăng chi quy tang say yo bát sa to a ma tang ba đăng yo cha sa yo cha wat sa sa tang chi quê a bát sang a ma tăng ba đăng e ca hằng chi quy tăng say yo bát sa đồ a ma tăng ba đăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống ngày thấy được câu bất tử. Đấy của bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Rô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xá, xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á má là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, đăng là trường âm nguyên âm. Ca là hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Chi là trường âm thông thường, quý và nạn âm. Tăng là trường âm thường, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường. Dù cha quát quát sang chi quê abad sang amatang ba đăng e ca hằng chi quy tăng say yo bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, má là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bát bát sa tu amat tăng ba đăng. Con xin đọc lại toàn bài. Rô cha quát sa sa tăng chi quê amat sang amat tăng ba đăng. E ca hằng chi quy tăng say yo bát sa tu amat tăng ba đăng. Dù đã quát sa sa tăng chi quê a bát sang a mật ba đăng e ca hằng chi quỷ tăng say yo bát sa tô a ma tăng ba đăng yo cha quát sa sa tăng chi quê a bát sang a ma tăng ba đăng e ca hằng chi quỷ tăng say yo bát sa tô a ma tăng ba đăng. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong ngài trí đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin ký xuống mic, con xin kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, dạ con kính đảnh lễ ơn đức Phật, con kính đảnh lễ ơn đức Pháp, dạ con kính đảnh lễ ơn đức Tăng, dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 114. Vô chắc quát xa xa tăng trì quê áp ách Yo cha quát sa sa tăng chi quê a bát sang a ma tăng ba đăng e ca hằng chi quy tăng say yo bát sa tu a ma tăng ba đăng yo cha quát sa sa tăng chi quê a bát sang a ma tăng ba đăng e ca hằng chi quy tăng say yo bát sa tu a ma tăng ba đăng. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Vô là trường âm thông thường, giá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường, á đoạn âm, bát trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á má hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô chắc quát sa sa tăng chi quê a bát sẵn a ma tăng ba đăng. Dạ con xin phân tích câu 3, câu 4. E ca hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê ca hằng chi quy tăng say yo bát sa đồ a ma tăng ba đăng. Dạ con đọc lại nguyên bài. Vô chắc quát sa sa tăng chi quê a bát sẵn a ma tăng ba đăng. Ê ca hằng chi quy tăng say yo bát sa tu a ma tăng ba đăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ.
Yo cha wat sa sa tang chi we ba sang a ma tang ba dang e ka hang chi we tang se yo ban sa to a ma tang ba dang. Dạ con đã đọc con tất và kể xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng, con xin mít lễ cho đạo tràng, xin mời người tiếp theo ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Im ru vậy nè. Máy có vấn đề. Rồi, nghe được ha, Huyên Giang Nhật Hà. Rồi, bây giờ không còn ai đưa tay lên đọc, chắc là xong xuôi hết rồi gì nữa. Giờ trong duyên sự, trong tự vượng câu Phật ngôn này, chỉ có hai từ. Là Passato với chữ Apasan, chỉ có hai từ. Bây giờ chúng ta thấy ngắn gọn ha. Vô cha Vassasatang chi huệ, vô người nào, cha là và, Vassasatang là 100, chi huệ là đời sống, đời và đời sống người nào 100 năm ha. Apasan, chỉ A là không, Apasan do cái từ Passato hay là Passati là thấy. Apasan là không thấy. Rồi Amatang, Amatang là bất tử. Bất tử, Amatang là không chết. Ba đăng là câu, là câu là đoạn. Không thấy câu bất tử. Hai ha. E ca hăng chi quý tăng xây dồ. E ca hăng. Ở đây đừng có hiểu lầm. E ca cộng với a hăng ha. Mà e ca có nghĩa là một. A ha là ngài. Và chữ a ha đó được chia theo đối các đô thị giá quyền phát tí e cao với trần á, cho nên nó thành ra chữ a hằng, và với chữ e cá thành ra e ca hằng. E ca hằng là một ngày, chi quỳ tăng là đời sống, xây vô là tốt hơn, đời sống một ngày tốt hơn. Và câu cuối cùng, Passato amatang badang,
Bát sa tô do động từ bát sa tí là thấy. Ở đây Amatang là bất tử, Ba Đăng là con đường hay là câu câu. Vậy thì Bát sa tô Amatang Ba Đăng có nghĩa là thấy được câu bất tử. À, chúng ta thấy từ vựng thì có hai từ ha, Abhasang với là Abhasato. Amatang Ba Đăng là câu bất tử. À, như vậy thì ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Câu bất tử đó là câu gì? Alo, cái gì là bất tử? Bất tử nghĩa là không chết. Có ai mà sống hoài không chết không? À, alo, có ai mà thấy được bất tử không? À, ví dụ như hoa thì nó cũng theo vô thường chi phối nha. Và hoa bất tử là những cái hoa mà hoa mũ, hoa ni lông, hoa nhựa là bất tử, bởi vì nó đâu có phát triển giống như những cái hoa người ta trồng. Nhưng mà bất tử đó cũng là một thời gian thôi, đâu phải bất tử như là niết bàn ha. Niết bàn mới là bất tử. À, trong cái bài kinh Anicca Vatasangha Bà đã quá nhật thầm mít nô ốc bát chị tòa nê lô chân tí tê sang vù bát sạc mô xúc hồ. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tính sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, giúp các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Thì cái an vui tuyệt đối đó chính là niết bàn, đó là bất tử. Vậy thì bây giờ chúng ta thảo luận trước câu Phật ngôn này, rồi đi vào duyên sự sau ha. Thời gian còn sớm mà. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Vậy câu bất tử đó là câu gì? Ví dụ tổ lục tổ hồi nãy khi đang làm việc đi ngang qua chánh điện, nghe tụng kinh Kim Cang, nghe tụng kinh Kim Cang mà chỉ nghe có một câu ông ta giác ngộ. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là tâm không có trụ chấp chỗ nào hết đó. Thì ông ta là ngộ, là chứng đắc. Thì ông ta nghe một câu đó, câu đó chính là câu bất tử, không phải không bà con? Còn chúng ta thì tử hoài chứ không phải là bất tử. Người ta chửi mình cho mình nghe cái câu đó, tức ngày không đủ, tranh thủ tức đêm mà tức thêm Chúa Nhật nữa, nghe câu đó, nhớ lại câu đó là thấy rằng coi như nấu khùng vậy luôn. Thì mình cái này không bất tử mà muốn tự tử luôn. Quý vị nghĩ có gặp trường hợp đó chưa? Thấy mặt là ghét rồi, sao vậy? Ghét người ta chứ, ghét như vậy có mặt thêm tí nào? Chuyện của người ta mà đem vào trong lòng, rồi cái hồi nào cũng nổ cùng, nổ bồ đề ai lên. Chuyện này có. Bây giờ quý vị đưa thử một vài thí dụ đi ha. À thôi, bây giờ mời Quỳnh Chánh Ngộ này. Lâu quá Quỳnh Chánh Ngộ đến với đạo tràng. Qua câu Phật ngôn này, Quỳnh Chánh Ngộ đưa ra một cái ý kiến thế nào mà thấy rằng bất tử, tức là không chết. Người ta họ chửi mình hoặc là họ nói một câu nghe êm tai, thì Quỳnh Chánh Ngộ nghĩ sao? Trong khi Đức Phật nói ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử.
Thì mình sống trong cuộc sống này không phải là một câu mà có 10 câu, 100 câu, 1000 câu luôn. Mình nghe rồi mình thấy muốn tự tử luôn chứ đừng nói bất tử. Bây giờ huynh chánh ngộ có ý kiến làm sao về câu Phật ngôn này? Ý kiến trước đi, mình nghe duyên sự sau ha. Rồi xà thủ huynh chánh ngộ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sanh Khai á. Con kính lễ chư tăng quý cô tu nữ. Con xin chào quý vị đạo hữu. Mà con không biết một cái chương trình học của mình bữa nay nó thay đổi hay sao sư? Bữa nay mọi người lên nói trước xong nghe duyên sự sau rồi không biết nói bao lâu, hay là đặc biệt mình con nói thôi rồi sư giảng duyên sự. Thì câu này vô nói tự do rồi, vậy con xin phép nói tự do, không biết tới mấy giờ được xuống mic này. Thì câu pháp cú mà khó hiểu, mình thấy được câu bất tử là như sư nói thì thấy được câu bất tử thì mình không thấy, nhưng mà thấy toàn câu là câu muốn tự tử, tức là sư nói là thấy câu, mình nghe mấy câu xong rồi mình nổi điên lên, mình không kiểm soát được mình mất mệt, mình cứ luân hồi mãi, thì cái nó dễ hơn rồi. Mình thấy câu bất tử như trong Phật ngôn thì chưa thấy được, nên là tính ra chắc sống tốt một ngày cũng chưa được luôn. Thì sư hỏi cái câu mà nghe xong rồi mình bực mình thì nó nhiều chia sẻ được, thì cũng xin phép chia sẻ luôn câu sao mà mình bực mình. Cái này là chuyện đầu năm luôn sư ơi, còn Tết còn không hỏi được. Nghe mà bực mình liền là có một chuyện không thể thay đổi, là nhà con thích đi coi bói, nghe tới là bực mình rồi sư ơi. Năm nào cũng vậy, mẹ con vợ con khoái đó, nghe tới là thôi là chịu không nổi luôn. Mà coi bà nào về con cũng không hỏi, thích nói gì nói, nghe được gì nghe thôi. Coi bà nào cũng hay lắm, nói là bà vợ con coi, nói là chồng này á, nó theo đạo gì á, không phải đạo Phật. Nghe câu này là con muốn tự tử luôn á. Bà cũng hay thiệt, bà nói là nó theo đạo gì á, không phải đạo Phật đâu. Câu thứ hai nữa là, thì cũng đúng, giờ mà chồng mà nó biết mà bà vợ mà đi coi mấy cái này về là nó lằng nhằng suốt ngày cho mà coi. Con nghe được hai ý đó, mà bạn nghe muốn tự tử thì chuyện vui là vậy. Cái bản chất thì chủ yếu là mình cố gắng mình biết được cái sự việc, xong rồi mình kiểm soát mình, giống như sư hay nói là tâm mình được an vui hay không. Sư hay hỏi cái câu đó, quan trọng tâm mình được an vui hay không. Thì có một số chuyện được, một số chuyện không. Giống như những cái sự việc mà ví dụ con kể ra vụ coi bói đó là vẫn chưa kiểm soát được mình. Nghe là thấy sống không có vui rồi. Câu này là câu luân hồi vậy chứ. Nghe xong là thấy luân hồi chứ không thấy bất tử được. Còn những cái chuyện khác, ví dụ như quan trọng tâm mình được ăn vui hay không á, thì chuyện của ngày Tết con cũng chia sẻ thêm là năm nào cũng như năm nào. Thì trước khi con biết Phật giáo Nam truyền, hay là mới biết Phật giáo Nam truyền, hay là bây giờ biết được nhiều năm á, thì cái công việc mỗi năm nó cũng như nhau, tức là con về quê về ba mẹ thì cúng ông bà tổ tiên, rồi
ở nhà cũng cái thủ tục là ông táo ông địa ông thần tài gì đó, thần tài tổ địa táo quân đó, vẫn phải cúng, muốn hay không cũng phải cúng. Rồi đốt giấy tiền bằng bạc này con cũng kể sự rồi. Thì cái hồi mà trước khi mà con biết Phật giáo Nam truyền á, thì mình làm cái những cái việc đó là mình mong muốn cái gì đó, cầu khấn được này được kia, đó nó là cái tâm tham. Rồi lúc mà con biết được Phật giáo Nam truyền thì con làm, cũng làm những cái việc đó, cũng làm nhưng mà bực mình, tâm sân. Mình cũng làm, mình không cầu khấn gì, mình không có mong muốn gì, nhưng mà mình phải làm nó bực mình. Năm nay thì cũng làm, cũng vẫn như cái công việc cũ, thổ địa táo quân thần tài gì đó, rồi đốt giấy cúng ông bà tổ tiên. Nhưng mà mình làm thì trong đầu mình nghĩ nó là cái truyền thống, cái truyền thống Tết âm lịch của mình, truyền thống của gia đình. Mình làm thì thôi, mình không có cầu mong chuyện gì hết, mà mình cũng không có nghĩ mình làm sai gì, cũng không tham. Nó cũng bình thường, thì tâm nó an vui. Còn nhưng mà trước giờ thì cái chuyện coi bói thì vẫn chưa điều chỉnh được sư. Nghe xong vẫn bực bực thôi. Thì con chia sẻ như vậy, những sự gợi ý của sư và cái thấy được câu bất câu tự tử. Bây giờ con xin xa thủ mình chân ngộ thật sự là như vậy ha. Đối với Phật giáo Nam truyền của chúng ta, đối với thế gian họ là nghĩ chúng ta tu yếu gì đâu á, tu ăn mặn, tu xin lỗi không giống ai. Nhưng mà thật sự khi mà đối diện với thực tế, cái khuynh hướng của thế gian họ theo với tín ngưỡng của nhân gian nhiều hơn là tín ngưỡng của tôn giáo. Họ cứ nghĩ rằng tu theo đạo Phật phải ăn chay, phải niệm Phật. Tu theo đạo Phật mà không biết chấp tay A Di Đà Phật là coi như không phải là người Phật tử. Giống tùng lum tà la, không phải. Mà chính cái đạo Phật Nam truyền của chúng ta rất là thích nghi với thực tế. Chúng ta cứ nghĩ thế này, mình sống ở dưới đất, tại sao hướng ngoại cầu huyền, rồi cúng những cái sao trên trời. Rồi bây giờ hỏi những cái vị tu, những người xuất gia mà không biết cúng sao giải hạn, thì họ nói đó không phải là kính lễ đại đức đại đức về đại đức pháp hội. Và quý vị thấy rằng cái tháng giêng này là một tháng mà tất cả những ngôi chùa coi như mừng xuân di lạc ha, cúng sao giải hạn y xèo, rồi còn đưa ra giá cả. Thì cái đó mình không đi theo, mình không làm theo thì cho rằng lạc hậu, không có biết rằng coi như tu tập, không biết coi như là đi chùa lễ Phật. Nhưng mà theo huynh Chánh Ngộ trình bày thì chúng ta thấy cái sự thật đó, mình phải biết cái pháp môn đó mình thực hành có ly tham hay không, có nghĩa là khiến cho người thực hành không có tham đắm vào cảnh trần, không có tham đắm về thế nhân pháp. Rồi điều thứ hai, có ly hệ Phật hay không, có nghĩa là xa lìa đi, tách ra những cái sự ràng buộc, không bị trói buộc bởi những phiền não, bởi những cái tập tục. Rồi điều thứ ba là bất tích lập, có nghĩa là
không chất chứa cái mầm sanh tử, khiến cho người thực hành có thể chấm dứt được cái sự khổ đau. Thứ tư là thiểu dục. Pháp luật có đặc tính là bỏ đi cái ham muốn, khiến người thực hành không tham cầu về danh lợi. Pháp của Đức Phật có suy túc, tức là làm cho con người có sự biết đủ vừa phải. Pháp của Đức Phật có tính viễn ly, tức là đặc tính làm cho người thích độc cư nhàn tịnh. Giáo pháp của Đức Phật có một cái đặc tính là làm cho người sống có sự tinh tấn nỗ lực, không có thụ động, không có biến nhang. Và điều cuối cùng là di dưỡng. Giáo pháp của Đức Phật có đặc tính làm cho người sống dễ nuôi, không có câu nệ, gán gọn. Như vậy thì đó là sự thật. Mà sự thật đó thì khi chấp nhận đến với giáo pháp của Đức Phật, có nghĩa là tu đầu tóc không cần phải cạo, biến cho tròn cái đạo làm người. Đạo làm người là mình sống, mình biết trách nhiệm bổn phận của mình, làm chồng, làm vợ, làm con, làm cha, làm mẹ, mình phải có những pháp đối xử như thế nào, mà thấy rằng cái đạo làm người là quan trọng. Như vậy thì những cái điều Huynh Chánh Ngộ trình bày, mình sống mình biết mình thôi, thế mình có bao giờ mình sống vì người khác? Sống vì người khác mình không thấy câu bất tử, mà thấy cái câu tự tử dễ lắm. Tức rồi đi tự tử. Người ta khen, người ta chê, đó là tam pháp thế gian. Nhưng mà bây giờ muốn thấy được câu bất tử, tức là cái câu mà mình thấy hợp theo lệ đạo, có 8 cái đặc tính để biết đó là pháp, đó là luật, thì mình sống như vậy, mình cảm thấy lạc quan, yêu đời, mình cảm thấy là có ý nghĩa. Rồi, Sa tu Huynh Chánh Ngộ nói rất là hay ha. Lâu lâu gặp lại Huynh Chánh Ngộ, chúng ta vẫn thấy rằng mình sống có ý nghĩa. Rồi, bây giờ mời tiếp, còn sớm mà, mới có 5:39, chúng ta đang học những câu Phật ngôn này, thì chúng ta có một cái sự so sánh để thấy trong cuộc sống của chúng ta rất là gần gũi. Giáo pháp nó bàn bạc, sự thật nó bàn bạc ở trước mắt của chúng ta, mà chúng ta không nắm bắt được. Chúng ta sống vì những người khác để rồi mình cảm thấy khổ. Alo. Rồi, bây giờ mời bàn tay của quý vị tiếp tục, đừng có để thời gian trống. Alo, bàn tay của ai đây? Nếu cái room mà để trống, đó là một cái điều mà gọi là tự tử chứ không phải là bất tử. Muốn cái room tồn tại là chúng ta phải xa luân chuyển, phải liên tục đưa tay này tới người khác để cho nó xôn tụ một chút. Thế bây giờ quý vị để mà cái room trống như thế thì rất uổng. Sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Một giây, một phút nào đó chúng ta có một ý kiến để coi rằng cái ý kiến của chúng ta đúng hay là sai. Đúng là bất tử, mà sai là tự tử luôn. Alo, xin mời bàn tay của quý vị. Còn sớm mà, thời gian còn nhiều, quý vị cứ đưa tay xung phong. Cái em ru vậy nè. Như vậy chắc phải mời. Quý vị không đưa tay thì chúng tôi phải mời. Cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn 114? Alo, Đại Đức Tuệ Đức ơi.
Câu Phật ngôn 114. Ngài Đức nghĩ sao? Có sao nói vậy đi, cho nó dễ. Trời đất, trời đất đâu rồi? Mấy anh cậu này, lúc này thấy tham gia chiến đấu dữ không? Rồi, vị nào đưa bàn tay dùng coi. Xin mời Sếp Pháp Nguồn đi. Alo, Sếp Pháp Nguồn, nghĩ sao? Câu Phật ngữ là câu gì mà phải thấy? Mời bàn tay Sếp Pháp Nguồn. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con cũng chưa nghĩ được ra, nhưng mà theo như Huynh Chánh Ngộ nói thì cái câu bất tử này thì cũng vận dụng vào những trong thực tế thôi ạ, bạch Ngài. Thì theo như con thì cũng trong đợt Tết tháng Giêng vừa rồi á, thì vợ chồng con cũng đi du xuân, thì cũng đi những cái chỗ danh lam thắng cảnh, rồi thì những cái chỗ gọi là như kiểu thủ tục ở quê làng ấy, như thế nào thế nào ấy. Thì chúng con cũng có đi, rồi thì thấy, thì ngày xưa cũng vậy thôi, chưa biết đến Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng con cũng thường thường là đi xem bói, rồi đi rút quẻ ở đền ở chùa đó, thưa sư. Thì ngày xưa thì đi với cái tâm trạng khác, và bây giờ đi với cái tâm trạng khác. Là ở đây là có nghĩa là ngày xưa thì chúng con đi thì bằng cái sự bằng cái niềm tin, như kiểu là tin vào có một cái gì đó nó thần thánh thể thay đổi cuộc đời của mình, nhờ nhờ cầu xin van vái, rồi thì nói chung là mê tín đấy ạ. Đã. Còn bây giờ thì khi mà hiểu đến giáo pháp rồi thì đi thì gọi là đấy là gọi là vãn cảnh, rồi thì gọi là vui thôi, vui và để nhìn thấu rõ thêm được là ngày xưa mình như thế nào, thì bây giờ thì nhìn mọi người như thế nào, thì tự nhiên nghĩ đến ngày xưa mình cũng như thế á. Như là ví như là chúng con cũng đi chơi, cũng vẫn đi rút quẻ bình thường thôi, rồi đi ra đến ngoài cổng chùa, cổng đền thì có mấy vị thầy để mời mời lại đây, thầy xem giỏi nhất, thầy bên kia thì lại đây, từ 50.000 thôi xuống 40.000, xuống 30.000, xuống 10.000 thôi, lại đây thầy xem cho. Cứ thế mà cũng vui mà cũng buồn cười á, thưa sư. Khoảng ngồi ở trên cửa đền ấy, phải đến 7-8 vị thầy ạ. Dạ. Rồi vị này thì đang xem lại nói xấu vị kia, và ui dồi ôi, ông kia ông xem ông không có ăn có học gì đâu mà xem tao đây, đi này đi kia về tao biết đấy kia, xem chuẩn nhất, mày thấy không, tao đông nhất. Nhưng mà đấy thôi, tùy bao nhiêu tiền thì bao. Đó, vị nói như vậy, 50.000 cũng được, 20.000 cũng được. Vậy rồi kiểu lôi kéo khách ấy, thưa sư. Chúng con cũng buồn cười, rồi chúng con xem tay của một vị này, rồi xem quẻ của một vị này đó, để cho đỡ tị nhau ấy. Xong rồi thì con vừa nhìn những người khác ấy, người ta cũng đi xem như vậy á, rồi những có cái khuôn mặt của người ta nó thì trầm tư, để mà người ta lắng nghe là vị đoán là mình khổ hay là mình sướng hay là mình này mình kia trong một năm á. Rồi nói chung là khi mà con để ý, khi mà vị thầy mà nói là khổ số con khổ hay là một năm nay con sẽ gặp tai này nạn kia, phải cúng bái này kia, là bắt đầu là khuôn mặt của họ buồn trầm lặng, như kiểu nó như kiểu tối tăm đó, cảm nhận được như vậy. Và ngày xưa con như vậy, khi người ta dọa người ta này kia là tự nhiên mình lo, cái tâm của mình nó lăng xăng luôn. Thì đến có những ông thầy bói thì
nói về cái là năm nay tốt rồi thì này kia đó, có tin vui tin mừng thì là tự nhiên người ta lại cảm thấy như kiểu nó như vậy thật ấy, rồi người ta tin lắm, rồi người ta cảm thấy vui mừng rồi thì cho vị thêm tiền. Thì theo như con thì cái câu này là do họ không có cái sự chánh kiến, họ có niềm tin mù quáng. Thì ngày xưa thì con cũng bị như vậy á. Thế nhưng bây giờ thì con theo Phật giáo Nguyên Thủy, những lời Phật dạy thì mình có thêm những cái chánh kiến, mình tin vào nhân quả nghiệp báo, những việc mình làm nó tốt đẹp thì nó sẽ ra những cái quả tốt đẹp thôi. Tất nhiên là có những người sống ở trong cuộc sống thì rất tốt, nhưng mà người ta vẫn phải gặp những cái quả báo xấu, bởi vì là cũng nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhân quả bất khả tư nghị, cũng không nói được cái gì. Nhưng mà hiện tại thì mình cứ làm những cái việc tốt đi, bây giờ chưa gặp thì về sau sẽ gặp, chứ bây giờ mà cứ theo những thầy bói là phải thế này phải thế kia thì mình cứ chỉ theo người ta thôi, và mình không có cái của mình, và cứ bị sống theo những cái quay cuồng đó, mà trong khi không chịu học giáo lý, không biết đến những cái câu Đức Phật dạy để mà hiểu ra và chấm dứt được những cái sự chỉ đạo của những người khác, mà không tự mình vươn lên, mà cứ phải tự để theo người khác, người ta bảo mình thế nào thì mình làm thế, như vậy là không không được ổn trong cuộc sống, lúc nào cũng khổ, và không những khổ kiếp này còn những khổ kiếp sau nữa. Và như khi mà biết nghe được những lời Phật dạy rồi thì giáo pháp được thấm nhuần thì những cái tà kiến đó và những cái sự dựa dẫm vào những người khác thì nó chấm dứt hẳn đi ạ. Và sẽ dẫn đến sự hiểu biết do nhân quả, thì cuộc sống thì đỡ phải khổ đau và đỡ phải lo lắng nhiều hơn ạ. Dạ con xin có đôi ba lời như vậy thôi, có gì mong sư giảng dạy thêm cho chúng con ạ. Dạ, con xin phép được xứng mic, còn mời một vị khác ạ. Dạ. Sa thú kính cảm ơn pháp nguồn. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Dạ, hồi nãy giờ con xin sám hối con không có trước máy. Bây giờ trở lại thì nghe pháp nguồn Lạc Khai chia sẻ câu Phật ngôn số 114 và kính tri ân ngài. Dạ thì con cũng có một vài lời chia sẻ với đạo tràng. Thì câu pháp cú này gọi là tiếng Việt gọi là ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Hòa thượng Thích Minh Châu. Thì con cũng nhớ một câu pháp cú khác. Ai sống 100 năm không giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày có giới có thiền định. Luôn luôn mình phải quán xét những cái câu Phật ngôn như thế này, mà làm sao mình hiểu được hiện tại. Tức là khi mà mình, trước khi mình có tà kiến, bây giờ mình học những câu pháp cú như vậy, thì mình phải hiểu được như thế nào, mình phải phân biệt như thế nào, thế nào là tà kiến và thế nào là chánh kiến. Thì tự nhiên có nhớ một vị đến đảnh lễ Đức Phật, thì mình phải nhớ ơn của Đức Phật, chứ mình đừng có nghĩ, nếu mình phân biệt nghĩ mà tà kiến và chánh kiến á, nó rất là khó. Khi mình đảnh lễ thì mình chỉ nhớ ơn Đức Phật, chứ mình đừng có nghĩ ông Phật này tôi thỉnh từ Thái Lan, tôi thỉnh từ Myanmar, tôi thỉnh từ Ấn Độ về, đó là bị tà kiến rồi đó. Trước khi mình thỉnh thì mình đến mình đảnh lễ thì mình chỉ đảnh lễ ân Đức Phật thôi. Chứ mình đừng có phân biệt ông Phật này là Phật Ngọc, Phật gì đó, Phật Thái Lan, mình quảng cáo lên.
đó là cũng vì tà kiến. Cho nên khi mà mình hiểu như thế nào chung quanh mình, cái nào là thế nào là vô thường, thế nào là khổ, thế nào là vô ngã, mà chưa đủ nữa, khi mà đi sâu vô nữa, ba pháp này còn pháp tối thượng, đó là Niết Bàn. Có nghĩa là giải thoát. Còn nếu mà khi mình quán pháp vô thường, khổ đau, vô ngã chưa đủ, vẫn còn luân hồi hoài, làm sao mình tiến lên? Tu gọi là tu tiến mà, tu càng ngày càng tiến lên. Còn là mình không một ngày nào mình cũng vào room rồi mình cũng học được những câu pháp cú như vậy, thì bởi vậy cho nên tại sao hôm nay mình học câu pháp cú 114, ngày mai mình học câu pháp cú 115, càng ngày mình đi lên, đi lên. Và tự nhiên có nhớ một vị thầy giảng rất là rõ về khổ. Cái khổ nó cũng có tới 13 cái loại khổ. Mà khổ như thế nào là khổ phổ thông, như thế nào là khổ luân hồi. Tự nhiên có nhớ những cái điểm chính. Có nghĩa là khổ phổ thông thì ai tất cả cũng đều khổ. Và khi mình gặp lại bạn bè thì bạn mình mới nói: tôi khổ quá bà ơi, vì chồng tôi như thế này, chồng tôi như thế kia, con tôi như thế nọ. Thì cái người bạn mới nói: bà kể hết chưa? Cái người kia thì nói rằng nhiều lắm. Cái người mà có học pháp rồi thì họ mới nói lại: bây giờ bà kể hết chưa? Tới tôi kể. Cái đó là khổ phổ thông, đừng có kể nữa, ai cũng có hết. Cho nên khi mình học pháp, mình phải biết phân biệt cái khổ như thế nào là khổ phổ thông, thế nào là khổ vô thường, thế nào là khổ giải thoát. Rất là hay. Cho nên là tự nhiên mới nhớ lại. Rồi cái người mà học hiểu rồi đó, họ mới hỏi trở lại: bây giờ bà kể hết chưa? Tới tôi kể nè, tôi khổ hơn bà nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ sầu bi khổ u ai, đó là khổ tâm, để trong tâm đi, đừng có nói ra nữa. Tôi cũng có nè. Cái đó là học về kinh tạng. Còn nếu mà mình học về Abhidhamma thì nó rất là rõ. Mình biết khổ, vô thường, vô thường, khổ, vô ngã và Niết Bàn. Thì đó có bốn cách để mình học làm sao mình để giải thoát luân hồi. Và mình biết chung quanh ta ai cũng như vậy hết. Cho nên mình mới đi, cái người mà xuất gia hay là người tại gia cũng vậy. Bởi vậy cho nên mình mới học pháp, học giới, học định để tu thiền. Cho nên từ từ mình mới giải thoát được chứ. Bây giờ mình ngồi một chỗ không mà mình nói là tôi muốn giải thoát, làm sao giải thoát được. Cho nên là tự nhiên cũng có vài câu chia sẻ. Và kính mong quý ngài và đạo tràng, nếu tự nhiên nói có chi mà sai trái thì xin quý ngài và đạo tràng có thể chia sẻ và chỉnh sửa. Dạ, bây giờ tự nhiên đã thấy tín hiệu của đại đức Tuệ Đức. Dạ, kính thỉnh sư chia sẻ cùng đạo tràng ạ. Dạ, kính tri ân sư rất nhiều. Dạ, kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Thượng Tọa Quán Không cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Và lúc nãy con có nghe Thượng Tọa Trí Đức gọi nhưng mà con
chưa có commit được. Dạ, giờ con xin chia sẻ những cái hiểu biết của con về câu kinh Pháp Cú này ạ. Dạ, theo con thì cái câu bất tử ở đây là ý muốn nói đến Niết Bàn ạ. Vì chỉ có Niết Bàn mới thực sự là bất tử, chỉ có vô sanh thì mới bất tử thôi. Chứ còn sanh là phải diệt, không có cái gì mà trường tồn mãi mãi. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Cho dù có sống đến hết tuổi thọ thì có thể tùy thời kỳ, tùy vào mỗi thời kỳ có thời kỳ tuổi thọ của loài người rất là dài. Thì bây giờ thì 100 năm ở đây là thời kỳ tuổi thọ cũng cách đây khá lâu, chứ theo con được biết thì bỏ con người thì chắc là không được chứ 100 đâu. Nhưng mà cái này đại khái muốn nói đến là cho dù mà sống hết cái tuổi thọ mà không thấy được cái sự sanh diệt thì thực sự là rất là uổng một kiếp người. Cho dù sống có một ngày nhưng nếu thấy được pháp sanh diệt hay rõ tam tướng, có sanh ắt có diệt, luôn luôn là như vậy, đó gọi là vô thường. Tất cả các pháp hữu vi đều biến hoại. Mà cái gì biến hoại thì là khổ. Khổ. Cái gì mà khổ không theo sự định đặt của bất cứ một ai, không theo sự sắp xếp của bất cứ một ai thì nó gọi là vô ngã. Đây gọi là tam tướng. Khi nếu mà trong cuộc sống, ví dụ mình sống một ngày tu thiền định hay là thiền quán mà mình thấy rõ được tam tướng này, tam tướng của pháp hữu vi, thì tốt là mình sống hết tuổi thọ mà mình không thấy được gì cả. Nhiều khi có người tu tập cả đời nhưng mà với cái ý nghĩ là đời sau kiếp khác mình được sanh về mỗi cảnh giới tốt hơn. Nếu làm người thì người giàu có quyền lực, có tài sản, có sức khỏe v.v. Nếu mà sanh được, còn không thì cầu mong sanh về cõi chư thiên. Ít người ở trong thế gian mình, nếu mà vào thời hiện tại thì ít người tu tập với cái tâm là mong muốn giải thoát hoàn toàn. Vì mình không thấy rõ được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Vì mình không thấy rõ được tam tướng cho nên là mới phát sinh ra cái việc cúng sao giải hạn. Cái việc cúng sao giải hạn là cầu khẩn tha nhân và không có tự tin vào bản thân mình có thể giúp cho mình thoát khổ, luôn luôn chờ đợi sự giúp đỡ của người khác.
rất là nhiều người Phật tử đi đến chùa cả năm thì không thấy mặt mũi đâu hết, không thấy học pháp gì hết. Được mấy ngày Tết thì vào chùa thắp nhang cầu xin, xin cái này xin cái kia, thì thực sự là sẽ không có hiệu quả đâu ạ. Cũng có nhiều người đi vào chùa vào những cái dịp Tết van vái khấn vái cầu xin, thì về nhà thì đúng lúc cái quả thật đây là chùa này linh xin gì được đó. Cũng có người đi vào chùa làm các công đức thiện sự, nhưng mà khi mà bước ra khỏi cổng chùa thì đi về nhà, trên đường đi gặp những cái sự rủi ro thì lại cho rằng chùa này có vấn đề, cho nên mình bị xui. Đi chùa làm phước mà không thấy phước đâu, thấy toàn là họa thôi. Họ không được học giáo lý cho nên là họ không có hiểu được. Giống như là mình trồng một cái cây ăn quả thì đến lúc thì quả nó trổ thôi, chứ mới trồng hôm qua mà hôm nay rồi thu quả thì làm gì có chuyện đó. Nhiều khi họ đi đến chùa làm cái công đức thiện sự nhưng mà quả hiện tại nó chưa có trổ, chỉ có khi mà đủ duyên lành cúng dường đến Đức Phật hay là một vị A La Hán mà mới xả thiền diệt ấy, thì nó mới là hiện báo nghiệp thôi. Quả có thể trổ vào buổi chiều ngày hôm sau hoặc là 7 ngày sau, chứ bình thường sanh báo nghiệp hoặc là hậu báo nghiệp thôi, chứ hiện báo nghiệp rất hiếm. Theo con nghĩ thì đời này chắc là không có được hiện báo nghiệp. Thì họ lập tức họ cho rằng những cái việc công đức thiện sự mình làm nó không có hiệu quả. Cái lòng tin của họ bị lung lay, từ đó dẫn đến họ bỏ chánh pháp, họ đi tìm những cái vị thầy cúng sao, cúng giải hạn, và họ nhờ những cái vị này cầu xin van vái thần thánh phương nào đó, chứ họ không tin là bản thân mình có thể tự giải thoát cho chính mình. Họ không tin phước báo là cái nơi giống như phước báo như là một cái phao cứu sinh, họ không tin, do là lòng tin của họ bị yếu. Và cái việc bỏ chánh pháp, từ bỏ làm cái công đức thiện sự, nó sẽ là thiệt thòi rất lớn cho cái người đó. Con cũng xin có một vài cái điều chia sẻ về cái câu Phật ngôn số 114. Và con có chỗ nào sai và thiếu sót, xin Ngài và Đạo Tràng hoan hỷ chỉnh sửa giúp con ạ. Và con xin hết, con xin nhường mic lại cho Đạo Tràng. Sa thú Đại Đức Tuệ Đức. Sa thú có tu nữ tuệ duyên, sa thú dịch pháp nguồn lào tai, sa thú chánh ngộ. Huynh chánh ngộ thắc mắc, sao hôm nay học kỳ quá ha, thay đổi không khí, tại sao chia sẻ trước chưa biết duyên sự là gì,
Nhưng mà quý vị nhìn vào câu Phật ngôn này đã triển khai qua nhiều khía cạnh để chúng ta khi nghe cái duyên sự câu Phật ngôn này chúng ta thấy đúng hay là sai, và chúng ta đóng góp như vậy có hợp pháp hay là không hợp pháp. Lý do để trả lời giữa Bình Danh Ngộ là câu Phật ngôn Phẩm Ngàn này chúng ta chỉ có học được cái hai từ ở trong câu này thôi, Apasang và Basato, không thấy và thấy, chỉ có hai từ. Rồi câu Bất Tử Amatang Ba Đằng, như vậy thì cả một câu Phật ngôn này, những cái câu trước á nó trùng trùng với những câu Phật ngôn trước, và ở đây là câu thấy câu bất tử và không thấy câu bất tử, chỉ có hai từ. Chính vì vậy mà quý vị thấy dễ quá này, quý vị không lên đọc nữa, thời gian còn trống thì để làm gì, mà cái room mà trống vắng như vậy thì thôi tắt đi cho rồi, chứ để không ai tham gia thì bây giờ phải thảo luận thôi. Ý kiến của quý vị là những bài học để cho chúng ta coi như qua những ý kiến, và chúng ta thấy rằng vị này trình bày đúng pháp hay là sai pháp. Đại ý câu Phật ngôn này, cột chết để da, người ta chết để tiếng. Cột chết để da, người ta chết để tiếng. 25 kỷ trôi qua hả? Đức Phật vô tầm mà bây giờ người ta vẫn tôn thờ, người ta vẫn tôn thờ. Như vậy có phải là Đức Phật vô tầm mà của chúng ta là một cái vị bất tử không? Mà không phải là 25 thế kỷ, mà 5.000 năm, 5.000 năm giáo pháp của Ngài. Chứ bất tử là cái gì? Bất tử là sống mãi với thời gian. Mà muốn sống mãi với thời gian thì chúng ta phải tạo nhiều thiện sự, và đạt đến cái trường hợp mà coi như thinh văn giá, độc giá hay là toàn giá. Mà muốn đạt được cái vị trí đó, người cư sĩ Phật tử có làm được không? Được quá. Thinh văn giá là những cư sĩ cũng có trong đó, người nam có, người nữ cũng có. Rồi độc giác Phật, thì quý vị thấy rằng chỉ có 20 pháp ba la mật, toàn giác Phật thì 30 pháp ba la mật. Qua những cái hành, ví dụ như trí tuệ, đức tin hay tinh tấn, thì chúng ta sẽ đạt đến bất tử. Thôi thì thời gian còn là 20 phút, 20 phút này chúng ta sẽ nghe về duyên sự ha. Câu Phật ngôn 114 nói về nàng Pisa Gotami. Câu chuyện xảy ra tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến một cái người nữ, một thiếu phụ tên là Pisa Gotami. Pisa Gotami là con là một cái người coi như là nghèo khổ, một người nghèo khổ sống trong một cái gia đình như vậy. Cô có một cái thân hình ốm yếu cho nên gọi là khí xa. Ở trong thành Sawatthi có một thương gia tài sản lên đến 400 triệu đồng tiền vàng. Thình lình của cải của ông ta biến thành than. Ông quá đau khổ, bỏ ăn, nằm liệt giường. Rồi một người bạn đến thăm hỏi và biết nguyên nhân, thì ông ta mới khuyên ông này đừng có buồn, mà hãy làm theo lời tôi. Ông đem cái số than này đem ra ngoài chợ, trải trên một chiếc chiếu và ngồi ở đó bán. Rồi người bạn đó còn nói tiếp cái này nè: nếu có ai tới hỏi
hầu hết người ta buôn bán quần áo vải vóc dầu mía mật ong rồi này kia, tại sao ông ngồi đây ông bán than? Thì ông sẽ nói là nếu tôi không bán thứ gì thuộc về tôi thì tôi ngồi đây để làm cái gì chứ. Nhưng mà ngược lại, nếu có một người tới mà hỏi, hầu hết các cái người họ đến đây buôn bán quần áo vải vóc mật mía, tại sao ông ngồi đây ông bán vàng mà ông tả vàng trên chiếc chiếu thế này? Thì ông sẽ hỏi vàng ở đâu, thì người đó đáp nè, ông hãy bảo người đó lấy cho tôi xem. Khi mà người đó lấy đưa cho ông ta ông một nắm than, thì ông nên cầm lấy bụng kiến ở trong hai tay và nó sẽ biến thành vàng. Và cái người mà đưa ông là một cô gái thì ông cưới cho con trai ông, nếu là một chàng trai thì gả con gái cho hắn. Rồi ông giao 400 triệu đồng tiền vàng này cho cô dâu hay là chú rể để họ nuôi sống cái mạng sống của ông. Cái vị thương gia thấy ý kiến hay cho nên chấp nhận làm theo. Rồi mọi việc xảy ra đúng như lời ông bạn đã nói. Và có một cô gái con nhà nghèo tên là Vô Táp Mì, nhưng mà vì quá ốm yếu cho nên gọi là Kỳ Sa Vô Táp Mì. Cô đến và đã được ông này chấp nhận làm con dâu trong gia đình. Và 10 tháng sau sinh ra một bé trai. Nhưng mà đứa bé qua đời khi nó mới biết đi. Kỳ Sa Vô Táp Mì chưa bao giờ thấy cái chết. Do đó khi mà người ta mang đứa bé đi thiêu thì bà ta ngăn cản không cho. Bé con trên đây đi nhà người này đến nhà người khác để kiếm phúc cứu đứa con. Ta nghĩ rằng đối với này là người nghèo khổ, mà đứa con là một cái nhịp cầu để ta sống ở đây được sung sướng. Nhưng mà đứa con ta đã chết thì cái cuộc đời ta sẽ tiêu vong. Nghĩ như vậy cho nên bà ta đi từ nhà này đến nhà khác để kiếm thuốc cứu đứa con đã chết. Người ta đã bảo bà là một người điên rồ, vì không ai đi tìm thuốc cứu chữa cho đứa bé đã chết. Nhưng mà bà ta vẫn đi và nghĩ rằng thế nào cũng tìm được thuốc tiên để chữa con cho mình. Một Phật ký giả thấy bà và hiểu hoàn cảnh, bảo bà đến gặp Đức Phật. Bà đến đảnh lễ Đức Tôn, đứng một bên và thưa: Bà Đức Thế Tôn, có thật như người ta đã nói, Ngài biết thuốc chữa bệnh cho con của con phải không? Đức Phật đáp: Phải, như là biết. Vậy thì con phải kiếm những gì? Phải kiếm một à, nhưng mới biết nhà ai có. Nhà người nào mà không có con trai, con gái hay bất cứ ai đã chết trong nhà đó thì những phục cải đó sẽ cứu được con của con. Xin vâng bạch Đức Thế Tôn. Bà bế con vào lòng, đến từng nhà hỏi xin hạt cải. Họ đưa hạt cải cho bà. Nhưng mà khi hỏi ở trong nhà có ai chết không thì được biết người sống thì ít mà người chết thì nhiều, bà mới trả lại hạt cải. Đi đến chiều cũng không nhà nào có hạt cải đúng theo lời Đức Phật dạy. Bà chợt hiểu không phải chỉ mình mất đứa con, mà trong làng này người chết còn nhiều hơn là người sống. Lòng của bà trước đây yếu mềm vì tình, nay cứng cỏi, rắn rỏi hơn lên. Bà mang đứa bé vào rừng, đặt xuống đất, rồi đi gặp Đức Phật, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Đức Phật hỏi: Người có được phục cải không? Bà đáp: Dạ thưa không. Bà Đức Thế Tôn,
Làng nào người chết cũng nhiều hơn là người sống. Thật hảo huyền thay, ngươi nghĩ rằng chỉ mình ngươi mất con, ai cũng chịu cái định luật vô thường đó. Thần chết như một dòng nước lũ quét sạch mọi chúng sanh ra biển, trong khi cái lòng tham đắm của họ chưa có thỏa mãn. Người tâm ý đắm say con cái và xúc vật, tử thần bắt người ấy như luộc trôi làng ngủ. Khi nghe bài kệ này, thì sao vô tâm ý chứng đắc thánh quả tu đạo? No battery, please charge. Việc rồi, là nữa. Hello, tiếp tục. Khi mà chứng đắc thánh quả tu đạo rồi, thì ta đã xin Đức Phật được xuất gia và Đức Thế Tôn đã chấp nhận giao vào trong nghi chúng. Sau một thời gian làm tròn bổn phận, bà được tên là Kisavutami. Một hôm thắp đèn ở trong giảng đường để làm Bồ Tát, bà chăm chú nhìn ngọn đèn và ngọn rễ sáng và ngọn chập chờn tắt. Thì Thiếu Ni Kisavutami lấy đó làm đề mục thiền quán. Chúng sanh trong thế gian này như ngọn đèn chập sáng chập tắt, chỉ khi đạt được niết bàn mới là chấm dứt. Và Đức Phật ngồi trong hương thất phóng hào quang đến trước mặt của bà Thiếu Ni Kisavutami. Chúng sanh như ngọn lửa chập sáng chập tắt, người nào đến nước bàn mới chấm dứt. Do đó dù chỉ sống khoảnh khắc mà chứng nước bàn còn hơn sống 100 năm không thấy biết được nước bàn. Và Đức Phật đã trước lên câu Phật ngôn tầm 14 này: Vô cha quá xa xa tặng chi huệ áp bát sẵn áp sẵn bát đàn ê ca hằng kỳ quý tầng xây dồ bát sa tổ âm tầng bát đàn. Hãy sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống 1 ngày thấy được câu bất tử. Và khi nghe xong câu Phật ngôn này, thì Thiếu Ni Kisavutami đã chứng đắc thánh quả A-la-hán cùng với lục thông. Duyên sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy là Kisavutami thắp nén si ma, đèn nén chập chờn gặp gió qua, ngọn lửa xuống lên hay tắt phục, khác chi mạng sống của người ta. Phật dạy dầu 100 tuổi thọ trường, không không khổ não với vô thường, chẳng bằng chỉ sống 1 ngày bất tử vô sanh được tỏ tường. Duyên sự câu Phật ngôn 114 chúng ta đã trình bày xong. Như vậy thì ý kiến của quý vị qua câu Phật ngôn 114, quý vị đã trình bày được những khía cạnh của câu Phật ngôn này. Và quý vị khi mà nghe duyên sự xong thì ý kiến của quý vị nghĩ sao? Hello, bây giờ hỏi tiếp. Mời Sĩ Kim Nhung ạ. Alo, có chút máy không? Sĩ Kim Nhung. Đã văn mặt nữa rồi. Như vậy đâu có chịu. Quý vị chỉ mượn cái nick này để đây rồi đi ngủ à. Trời ơi, khổ quá. Đưa tay cũng chậm nữa. Lẹ lẹ chút chứ hết giờ rồi. Rồi, xin mời. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Chào các trong đạo tràng.
đối với cái câu Phật ngôn này, bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Dạ, tức mình sống 100 năm, cái thời gian đó kéo dài, nhưng mà mình không thấy được cái câu bất tử, thì tốt hơn là sống một ngày thấy được cái câu bất tử. Cái câu bất tử ở đây tức là mình thấy được ý nghĩa của cuộc sống của mình. Mình có thiền định thì sẽ là sống như vậy thì nó có ý nghĩa hơn là cái cuộc sống nó kéo dài 100 năm. Một đời người thì rất dài, nhưng mà một đời người mà nó không có ý nghĩa gì thì nó cũng là vô nghĩa. Còn khi mình sống mà mình sống với giáo pháp, mình sống có thiền định, mình sống như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Đó là con thì con hiểu là như vậy thôi sư. Dạ. Alo, cái Kim Nhung vắn tắt ngắn gọn và nói ít quá, tức là trong cái sự đóng góp của chị Kim Nhung chỉ tóm tắt lại cuộc sống của chúng ta ít có ý nghĩa trong từng giây từng phút, chứ không phải là 100 năm ha. Sống có ý nghĩa từng giây từng phút, trong từng giây từng phút đó là biết cái giá trị của sự sống, đó là điều quan trọng, chứ không phải là sống thọ, sống trường, sống dài là tốt, mà sống có ý nghĩa, đó là điều quan trọng. Có ai đồng ý với chị Kim Nhung không? Không đồng ý thì đưa tay, mà đồng ý thì hỗ trợ, phải tùy hỷ chứ. Trong 10 phước nghiệp sự, chúng ta thấy một cái vị nào mà coi như đúng, tốt, tạo thiện sự thì mình coi như không làm được, thì mình cũng phải tùy hỷ. Tùy hỷ để làm gì? Sao mà này mình sẽ là thân bằng quyến thuộc của người đó, trong thiện sự mà. Thì bây giờ coi như vậy, chứ Kim Nhung nói về đúng hay là sai? Ai có ý kiến? Ai coi như có ý kiến còn hay hơn Sư Kim Nhung nữa thì cứ đưa tay. Còn 5 phút nữa bà con ơi, cái yên lưu vậy nè. Khi nãy quý vị đưa ra nhiều vấn đề rất là hay. Hay ở chỗ Ngài Quán Không Xà Thu xin cũng thỉnh Ngài Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ, sáng hôm nay chúng ta học về cái bài kệ liên quan đến cái bất tử và cái chuyện sống và chết. Dạ, thì ở trong cùng một cái nghĩa trang để mà chôn những cái người chết á, thì người ta thường thường có để một cái bia mộ, rồi có những cái bia mộ thì người ta ghi ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B là gì đó, làm là chức này chức kia, đã từng thế này thế nọ và chết hưởng thọ bao nhiêu tuổi đó. Nhưng mà trong tất cả những cái bia mộ đó, còn cái bia mộ nó rất là lạ,
Người ta ghi đơn giản một câu thôi. Sinh ra vào năm đó, rồi lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết, tưởng thọ 100 tuổi. Thì cũng có một cái suy nghĩ là một đời người sinh ra rồi lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Nó theo cái tiện tình đó, rồi trong cái quá trình nó sống trên cái trần gian này 100 năm, hưởng thọ 100 tuổi đó, ông ta chẳng làm gì cả, chỉ có ăn, rồi sống, rồi già, rồi bệnh, rồi chết thôi. Thì cũng như quý vị Phật tử đã chia sẻ, thì cái cuộc sống của chúng ta để từng giây từng phút nó có một cái giá trị như thế nào. Còn nếu như để cái thời gian nó trôi qua một cách trống rỗng, vô vị, không có được lợi ích gì cho mình và cho người khác, thì cũng là uổng cho một cái kiếp làm người. Sinh ra được làm người là khó, gặp được giáo pháp là khó, và hạnh phúc thay là tự chúng đồng tu. Thì chúng ta cùng học, cùng sinh hoạt tính chúng, rồi cùng học Phật tu theo lời dạy của Đức Phật, thì đó là một cái điều hạnh phúc trong cái giây phục hiện tại. Thì con xin chuyển mic lại cho đạo tràng, vì có lẽ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thủ ngài Quán Không đã đúc kết lại câu Phật ngôn 114. Giữa cái vấn đề sanh và tử thì một cái sự bất diệt sẽ được phát sinh khi mà chúng ta sống thuận pháp và tiến đến cái mục cứu cánh phạm hạnh, gánh nặng đã đặt xuống. Trách nhiệm của chúng ta đã hoàn thành thì chúng ta sẽ thấy được bất tử. Sa thủ ngài Quán Không. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc với câu Phật ngôn 114. Chúng ta áp dụng trong cuộc sống này để phát triển về thiện pháp. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua lực vô biên, khi toàn giác, độc giác và sinh văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và tiền nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so thi vô ho tu sa ba đà. Do lời chân thật này, chính nhân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Sau đây bài kinh tám Phật lược sẽ kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Nam mô Bụt Thà Dạ.